đây? Cướp. Cướp hả? Cướp hả mày? Ai đây? Ai? Cướp. Cướp hả mày? Ai? Ai? Bỏ nghề luôn. Chưa. Thí sinh đầu tiên, Nguyễn Thị Thùy Linh. Dạ, lần đầu tiên cho em xin kính chào ban giám khảo, chào anh Trấn Thành, chào anh Trường Giang và chào anh Ngô Kiến Huy ạ. What your name? Dạ xin lỗi anh, em tiếng Anh cũng không có giỏi lắm, em chỉ thuộc về tiếng Nhật thôi. Ôi. Hey, Rồi, anh hiểu rồi. Cái câu đầu tiên là anh Thành nói vậy em hiểu. Câu thứ hai là ở ngoài Trấn Thành đẹp trai quá. Không, nó nói là có sức cư là Trường Giang bị đẹp nè. Dạ không, cuối. Anh Trường Giang giải thích đúng rồi anh. Hả? Trời ơi. Ôi. Rồi, có quen nhỏ nào người Nhật Bản phải không? Nhã Phương ơi, Trường Giang có quen nhỏ nào Nhật Bản em ơi. Đang làm công việc gì? Dạ em làm quản lý nhà hàng Nhật ạ. Nhà hàng nào bữa nào đi ăn anh khoái ăn đồ Nhật lắm. Dạ nhà hàng em chưa khai trương anh, đang ở Sài Gòn Center. Ham thốn. Trời ơi, ô xin đẹp nè, có biết liền. Em, dạ. Cho anh hỏi cái này. Dạ. Anh hỏi thiệt, cái này hỏi thiệt. Dạ em trả lời thiệt luôn. Mỗi lần bước vô nhà hàng Nhật, tại sao mà từ đằng đông tới đằng tây cái đầu sao ta chào dữ vậy em? Dạ cái đó là Irasamase, có nghĩa là Irasamase, có nghĩa là kính chào quý khách. Nó giống như tiếng Anh, giống như welcome. Anh biết, nhưng mà ý là tại sao là tất cả các nhà hàng Nhật, ông chủ đều bắt nhân viên phải chào từ đằng A tới đằng B mà đi bao nhiêu con người là chào bao nhiêu lần tại sao? Dạ đó thì em cũng giải thích, đó là sự trân trọng khách hàng khi đến với nhà hàng. Ở đâu không vậy, ở Việt Nam cũng vậy nè. Ở xóm tôi bà Chín bán phở, bà dặn nhân viên khách vô là phải chào, mà tại nó không chào thôi. Vừa vô giờ chào sao, Chín bán phở vô chơi à. Dạ ha. Dạ. Vừa vô cái khang vậy đi. Dạ, tay cầu gân. Dạ, tay cầu gân. Dạ, tay cầu gân. Tại hồi xưa á, tôi đang Nhật lúc mà tôi không biết tiếng Nhật, là vô là cái ở trong mà bắt xe, là tôi thử ăn xong bắt xe không. Và tôi quay đầu tôi đi ra liền. Thì đó. Ăn. Thì đó. Thôi dạ, nó phải một đứa cảnh báo đâu, 5-7 đứa cảnh báo một lần. Nó nói anh này ăn xong bắt xe. Dịch nữa, tôi ghét không. Nói chung là không khí em mang tới hiện tại đang rất vui. Dạ có vui không là do anh á, anh Trường Giang cười mới vui. Đừng dù chị nha. Bắt đầu đi. Dạ, Thùy Linh, mời bạn vào vị trí. Dạ. 60 giây, bắt đầu. Ôi, hoa đẹp quá. Ôi, bướm đẹp quá. Ôi, cái khán trường này thật là đẹp quá. Ôi, ai vậy? Cướp kìa. Xỉu kìa. À, trong cái tình huống như thế này, nếu mà tâm lý của một kẻ ăn trộm, ấy, kẻ cướp chuyên nghiệp á, thì là sẽ lột sạch đồ. Nhưng sư phụ Trường Giang nói đã dặn. Nói lẹ đi, sao hết vợ được kìa. À, sư phụ Trường Giang đã dặn ra. Chúc mừng bạn, 2 triệu. Đi ra chỗ khác. Làm y chang vậy cho tôi. Làm đi ra chỗ khác. Tôi là bạn nha. Làm thôi, cướp y chang cướp vậy cho tôi đang. Nha. Trời đất ơi, xin mà tiếc quá cái tình huống của tôi thiệt á. Ơ kìa, hoa đẹp quá. Bướm đẹp quá. Trường Giang à, đẹp quá. Đẹp giống con bướm. Ai đây? Cướp hả? Cướp hả mày? Ai đây? Ai? Cướp hả mày? Ai? Ai? Bỏ nghề luôn. Chưa. Đó là trường hợp 1. Trường hợp 2. Ai đây? Ai? Cướp. Đáng hỏi trả lời này vậy. Ai đây? Nói thêm lần cuối đi, tao xỉu nè. Chứ phụ Dương Giang ơi. Giờ nó cướp đi tao xỉu nè. Cướp đi. Cướp. Nó cướp.
Nó cướp đi, tao xỉu. Nó nói thiệt, nó cướp đi, tao xỉu, tao không tán nữa đâu. Thề nha. Thề. Đừng làm mất danh tiếng của anh cướp nha. Nó cướp đi, xỉu nè. Cướp. Nhẹ nhàng thôi. Rồi giờ nói thoại y chang, coi thoại, thoại y chang nè, hai ba thoại, thoại tiếp. Anh, cái này là cái miếng sau của em. Không, thoại đi rồi tôi làm cho, thoại đi. Trong tình huống như thế này á, tâm lý của một tên cướp chuyên nghiệp á thì sẽ lột sạch đồ rồi bỏ chạy. Hứa nhớ làm nha. Trời ơi, nhẹ nhàng nói chạy ơi. Tôi đang, tôi thích coi quá trời. Sao, nữa không? Dạ nữa. Ừ, tôi đang thích lắm. Đi tiếp. Hiện giờ đang 1 triệu like nha. Rồi, chơi tiếp. 60 giây, bắt đầu. Alo, anh taxi cho em chiếc taxi đến cử tri chở người đi thi nha anh taxi. Dạ cảm ơn anh taxi. Dạ cảm ơn anh taxi ạ. Chị cho em hỏi cái gì? Không hỏi gì hết. Đi, gấp, không được hỏi, để lên, không hỏi. Taxi đi luôn rồi chị. Trời ơi, taxi ơi. Chị ơi, taxi lỡ đi rồi cho em hỏi một chuyện được không chị? Không hỏi gì hết. Cho em hỏi đi, đường tới Nguyễn Văn Lượng ở đâu chị? Đi đường nào? Nghe rõ nha. Dạ. Một lần thôi, đường Nguyễn Văn Lượng nha. Bây giờ bến xe Củ Chi xuống bến xe miền Đông, xuống bến xe miền Tây là bến xe Củ Chi, rồi ngược lại trở về Nguyễn Văn Lượng. Không nói nhiều. Chị đi taxi hả? Không, taxi không đi. Tôi chỉ với anh phải đi xe máy, hiểu không? Còn taxi. Rồi taxi đi luôn rồi. Taxi, chị mới nói không đi người ta taxi, đi rồi. Taxi. Chị. Lỡ rồi cho em hỏi câu cuối được không? Không hỏi gì hết. Tránh ra. Tôi đi đón taxi. Tránh chị, ra. Chị giúp em đi. Không, tránh ra. Trời giống bọn. Tránh ra. Ây da. Hết thời gian. Không rõ. Tụi em diễn tôi không có kỹ thuật biểu diễn gì trơn. Nói ào, không có tâm lý gì hết trơn. Không rõ đâu. Ví dụ như bà này là một bà đang có bầu sắp đẻ tới nơi. Bà không đi taxi tới bệnh viện, bà sẽ đẻ liền. Thì nó mới có kịch tính. Còn đâu có rõ cô này đi đâu và làm gì. Cũng không rõ anh này đi đâu và làm gì. Mà quan trọng nếu như Giang nói, Như tình huống của anh Giang nói là em đang cần đi bệnh viện, nhưng taxi vừa tới. Anh ơi, anh đưa tôi lên taxi liền đi anh ơi. Anh đã nghe tôi hỏi nè. Mà em là cái người làm cho cái câu chuyện đó rồi. Em hiểu không? Em muốn người ta đưa em vô bệnh viện. Mà em hỏi hoài. Tới lúc em vừa hỏi xong là cái xe nó đi. Dạ, tại vì một phút nó cũng, nói chung là cũng hơi khó. Tại em cũng thì là... phải nghĩ tình huống ngắn. Dạ. Hiểu nói không? Một phút nó khó thì phải nghĩ tình huống ngắn. Còn nghĩ dài thì phải ráng đủ thời lượng. Rồi, nói chung là cảm ơn các bạn. Arigato. Dạ. Arigato. Anh Thành. Em cũng thích anh Thành, thích anh Trần Giang cho em không? Bất tay một cái cũng được, phải nguyện. Rồi. Chơi xa qua đi, lỡ rồi ôm đi. Xin lỡ xin rồi bắt tay không gì xin. Dạ. Thôi xin gì bây giờ dạ, nếu bắt tay thì nó ôm em cái. Dạ. Cảm ơn các bạn.